Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 2, tuần 35, trang 74-75. Ôn tập cuối học kỳ 2. Tiết 6. Đầu tiên các em làm bài tập số 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau. Câu E. Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói: em ở nhà làm hết bài tập đi. Thì trong trường hợp này các em có thể đáp như sau. Em đáp: vâng ạ, em sẽ làm bài tập ngay đây ạ. Câu B. Em sang nhà bạn mượn bạn quả bóng. Bạn bảo: mình cũng đang chuẩn bị đi đá bóng. Thì trong trường hợp này, các em có thể đáp lại như sau. Hay quá, cậu cho tớ đi cùng với được không? Câu C. Em muốn trèo cây hái ổi. Chú em bảo: cháu không được trèo, ngã đấy. Thì trong trường hợp này, các em có thể đáp lại lời của chú như sau. Em đáp: vâng ạ, cháu sẽ không trèo đâu ạ. Tiếp theo em sang bài tập số 2, gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi để làm gì trong mỗi câu dưới đây. Câu A. Để người khác qua suối không bị ngã nữa, anh chiến sĩ kê lại hòn đá bị kênh. Thì trong câu này, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì? Đó chính là để người khác qua suối không bị ngã nữa. Và cụ thể là chúng ta có thể đặt câu hỏi là: anh chiến sĩ kê lại hòn đá bị kênh để làm gì? Và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì đó chính là để người khác qua suối không bị ngã nữa. Câu B. Bông cúc tỏa hương thơm ngào ngạt để an ủi Sơn Ca. Bông cúc tỏa hương thơm ngào ngạt để làm gì? Và đây bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì? Đó chính là để an ủi Sơn Ca. Câu C. Hoa dạ lan hương, xin trời cho nó được đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng. Rồi như vậy là hoa dạ lan hương, xin trời cho nó được đổi vẻ đẹp thành hương thơm để làm gì? Và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì trong câu này, đó chính là để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Điền dấu chấm than hoặc dấu phẩy vào ô vuông trong chuyện vui sau. Dũng rất hay nghịch bẩn nên ngày nào bố mẹ cũng phải tắm cho cậu dưới vòi hoa sen. Một hôm ở trường, đây là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào. Một hôm ở trường, thầy giáo nói với Dũng. Rồi thầy giáo nói với Dũng khi nào? Như vậy giữa bộ phận này với chủ ngữ và vị ngữ thì các em dùng dấu phẩy để ngăn cách. Ồ, đây là từ biểu thị sự ngạc nhiên. Như vậy chúng ta dùng dấu chấm than. Ồ, dạo này em chóng lớn quá. Dấu chấm than. Dũng trả lời: thưa thầy, phải. Đó là vì ngày nào bố mẹ em cũng tưới cho em đấy ạ. Tưới ở đây có nghĩa là tắm, bởi vì bạn này nghịch rất bẩn, cho nên ngày nào bố mẹ cũng phải tắm cho cậu dưới vòi hoa sen. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.